nông dân. Ta là thần nông thời đại mới, thời 4.0. Tinh 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 ta tinh 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 ta tinh 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 ta tinh 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 tinh. Đẹp, đẹp quá. Ai về miền đất An Giang, núi gì ngăn cản người tìm đến thăm? Núi ơi núi, thuyền ơi thuyền, mây ơi mây, nước ơi nước. Thuyền ta chèo là thuyền ta xuôi, cho dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi, ta đập đập ta dây nước. Hay quá. Dạ, thằng nào? Ngạc nhiên. Ngạc nhiên hả? Tướng ca sĩ của địa phương. Sao mà nhập lẹ vậy? Dạ. Hồi nãy nghe thằng nông nói gì núi 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 đó. Cái rồi nhập tâm cả cái bài đó núi luôn. Ta có ngâm thơ hồi nãy là như thế này nè. Dạ. À, ai về miền đất An Giang? Ai về miền đất An Giang? Núi gì ngăn cản người tìm đến thăm? Oh yeah, núi gì mà không cho tới là núi cản, cản 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 núi cấm. À, trời ơi. Đúng không? Hay. Trời ơi. Thư ký có khác nha. Trời ơi, thần nông ơi, tao nói bây giờ xuống cái đây vui dữ lắm nghe. À. Mới mua nè. Ừ. Tao kêu là cái karaoke đó. Đúng rồi. Trời đất ơi, nhà nhà người người đều có mà ca cái này vui dữ lắm đó. Đúng rồi, hay quá. Dạ. Đó. Nãy giờ nói là nói về vấn đề ở núi Cấm An Giang, cái vùng đất An Giang á, bà con làm nông rất là đông. Dạ. Nhiều dữ lắm. Dạ biết. Đó, cho nên là đang á lúa trổ đồng. Dạ. Cho nên là chúng ta gặp bà con có sự cố gì chúng ta trợ giúp ngay. Bây giờ mình xuống đâu? À, tại sao có cái này mình không sử dụng? À, đây nè, để coi An Giang hiện nay vùng nào đang trổ đồng ha. Dạ. À, vùng nào đang lúa trổ đồng. Đó, để tôi lúa trổ đồng. Gõ nè. Chạy liền. Cái vùng này nè, đang cần nè, thần nông và thư ký đến liền nè. Đà, đây nè, đó, đó thấy chưa, đó, đây là nếu mà chúng ta không đến trợ giúp cho bà con là bọng đầu hạt liền. Ồ, rất nguy hiểm. Đúng rồi. Mình phải xuống liền để giúp bà con liền. Thì phải tới ngay để không còn kịp nữa, phải hướng dẫn bà con trong lúc này. 1, 2, 3 đi. Ta là thần nông của thời đại mới, thời mới chẳng tư là tư phụ tướng bao. Trật điểm tư ơi, vào ra luôn trong tinh nhàn. Trời ơi trật rồi, tinh chàng. Trời trời, ai vậy? Em luôn trong tinh chàng, năm canh mơ màng. Em luôn trong tinh chàng, trời trời. Ôi gan vàng quăng đau. À, ý à. Cha nào rảnh chưa xong ca với mình vậy trời? Ai vậy? Mà nghe hơi quen quen giống thần nông quá ta. Còn ai nữa? Ôi gan vàng. Dạ. Ý. Tôi ca vậy mà buồn gì? Dạ con buồn lắm. Thần ơi con khổ lắm, con buồn lắm. Lúa nhà con á trong giai đoạn trổ mà cái bộ lá đồng nó bị sâu hại. Ừ. Con xịt phun cát kiểu mà không có khắc phục được. Trời ơi con thất thu trầm trọng, con nghèo quanh năm luôn á. Tao hiểu. Dạ. Tao hiểu tâm trạng của Tư. Dạ. Tao nhìn tao biết ngay. Nè, cái này là tại Tư chứ không phải tại ai. Dạ sao tại con? Giai đoạn mà lúa trổ phải bảo vệ cho lá thật xanh càng lâu càng tốt. Vậy hả thần? Chứ vậy chứ sao, chỉ rồi mà. Trời ơi, con cảm ơn thần. Thần ơi, thần nói hay quá thầy. Con mời thần ngồi. Thần ngồi đi, thần chỉ dạy giùm con. Nhiều khi á, có chú ba cùng cũng vậy hả? Dạ. Rồi, tôi ngồi đâu, cái ghế đâu? Dạ, 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 đây, dạ, đây. Dạ, dạ, ngồi đây. Ồ. Đi đâu vậy? Trời ơi. Đi không quen. Là lo cái chuyện vô thím Tư. Nãy giờ tôi bù đầu bù cổ nè, tôi ngồi tôi cũng không biết ghế ngồi luôn. Dạ chào chú ba cùng.
Chào cô trợ lý. Dạ, à, thư dạ. ký, thư ký. À, dạ, 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 thư ký. Dạ. Phụng. Tư. Phung Thủy. Dạ, dạ. Thư ký Phung Thủy. Dạ, 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 chào cô thư ký. Ừ, trời ơi, tôi nói hồi nãy đó thấy trời đồng ruộng lúa đẹp quá trời quá đất. Cho nên á, em nhờ nè, nhờ chú ba chở đi tham quan, tôi nói đi selfie chụp hình đi quá trời quá đất luôn. Trời ơi, nhiều tấm hình đẹp lắm, nhiều tấm hình đẹp lắm. Tôi không có bằng lòng nha. Bây giờ nè chú ba ơi, dạ. cái việc này đó chú phải lo liền. Dạ, chuyện gì? Đừng có để bà con buồn phiền. Tính tôi buồn chuyện gì? Thì cái lúa nhà tôi đó à. Sao mà nó thất mùa quanh năm hà. Tôi cũng xin xịt thuốc trừ sâu nè, mà nó vẫn cháy lá, rồi nó vẫn bị bọng đầu hạt à. Đó, làm thất thu. Dạ thím tư cứ yên tâm đi, ngoài việc bảo vệ và giữ xanh bộ lá đồng thì khi mà lúa trổ cong trái me thím tư chỉ cần phun phân bón lá hữu cơ hai potassium C30, bởi vì đây là phân bón chất kali dạng hữu cơ, nó sẽ giúp cho lúa hấp thu nhanh chóng nè và không bị ngộ độc lúa. Cái này nghe lạ quá. Bây giờ nè, nếu mà muốn biết á thì dạ thần nông cứ search anh Google. Là search sao? Search anh Google sẽ biết liền. À, kali hữu cơ hả? Dạ, chất kali có dạng hữu cơ. À, cái này nghe cũng lạ, nghe mới à. Dạ. Mới ta cũng phải cần nghiên cứu chứ. Dạ. Cũng coi coi nó hiệu quả hay không. Cái chỗ chụp ảnh nằm đâu quên rồi. Trời ơi, trời đất ơi. À, phải để tôi chụp tôi dạ. cái chứ trời dạ, nãy giờ dạ. Sao thư ký dạ, chụp dạ. được tôi không chụp dạ, được dạ, dạ. Trước trời khi làm việc cũng cho tôi xe phiêu 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 gì ông chọt cùng tôi cái để tôi cầm rồi nó tôi chọt không có tới. Bây giờ sao sợ sao đây đó. Dạ đây chất kali dạng hữu cơ rồi rồi đó. Đi vô đi vô chạy nè đó có nè nè dạ dạ kỹ nha dạ tiểu tư nhớ nghe kỹ rồi về thông báo cho bà con dạ để có lợi cho bà con dạ. Kali hữu cơ sẽ giúp quá trình vận chuyển tinh bột vô gạo nhanh. Nhớ từ chi tiết đó nha. Dạ. Đó, hạt no tròn từ đầu bông đến cuối bông, không bị bọng đầu, méo mó và chắc chắn sẽ tăng kích cỡ hạt. Dạ. Cái đó là chắc ăn rồi, đây là đó, chợt lên. Mấy mốt dạ. cái gì gõ vô dính rồi. Dạ, đúng rồi đó thần nông. Hạt trong cày no đủ, không bị bọng đầu, giúp cho hạt lúa nó nặng cân hơn. Chính xác. À, giống như là vụ mùa vừa rồi bà con có xài thử là đem hai bao lúa đem cân. Cái bao lúa mà xài C30 thì cân nặng là 60kg. Còn mà bao lúa không có xài C30 á thì cân nặng chỉ có 55kg thôi. Chưa hết đâu nghe thần đâu. Còn nữa hả? Còn một điểm cộng nữa. Dạ sao chú? Khi mà phun hai potassium C30 á, đó thì xây xác nặng gạo, thương lái rất là thích bởi vì á bán có lời. Dạ đúng rồi, dạ con mừng quá, thì dạ đó. Con cảm ơn thần nông, cảm ơn chú ba cùng nhờ hai người cho nên là con mở mang được kiến thức, con cảm ơn nhiều lắm. Bây giờ nắm được là mình thực hiện được thôi. Con nắm rồi, con phải về liền Khoan. Để mà con kêu thằng con trai con nó đi mua cái gì hai potassium C30 đúng rồi, rồi. Phun cho lúa liền, rồi, dạ rồi. Để con thành năm nay con tăng năng suất mà được. Bảo đảm. Nè, dạ, vô dạ. đây cái coi dạ 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 thư ký thư ký dạ dạ vô dạ. Giờ cười cái được chưa hồi nãy là mình dạ 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 nãy giờ bà con cũng biết rồi, chú Ba Cùng và thần nông và thư ký Phung Thủy đã hướng dẫn bà con việc này con có cho nên hẹn bà con số sau thần nông và chú Ba Cùng và thư ký Phung Thủy sẽ gặp lại bà con số sau nghe. Tạm biệt bà con. Làm sao cung cấp đủ kali để đảm bảo an toàn cho cây trồng? Đã có phân bón lá siêu kali hữu cơ hai potassium C30, hai potassium C30 hấp thu nhanh qua lá, an toàn cho cây trồng. Hai potassium C30 hạn chế cháy chấp lá, lúa vô gạo nhanh, bảy hạt. Hai potassium C30 giúp trái ngon, đẹp màu, to nhân, chắc hạt. Phân bón lá siêu kali hữu cơ hai potassium C30 tăng chất lượng, đẹp màu sắc. Tập đoàn Lộc Trời thực hiện chương trình này.